Kính thưa chư quý thính giả, sao quyển Thể Dân cũng trong năm 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết đến Sám Giảng quyển 3. Phẩm kinh này Ngài dùng Thể Văn Lục Bát dài 612 câu, khởi đầu bằng câu "Ngồi trên đỉnh núi Liên Đài" và chấm dứt bởi câu "Chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan". Trong quyển này, Đức Thầy dạy tu nhân đạo cho tròn để dần dần tiến lên giải thoát. Theo đó thì người tu nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, mà muốn được vậy thì trước hết phải tránh xa những trụy lạc hư hèn do văn minh vật chất cám dỗ, nhiên hậu tích cực làm tròn luân lý tam can ngũ thường. Đức Thầy cũng đã phá các hủ tục. Thứ nhất là những hành động phi lý trong các đám tang ma như đàn nhu, thầy lễ, đờn trống, sát hại sanh vật để cúng tế. Nếu cố gắng giữ gìn, trao sửa theo những lời khuyến giáo trong phẩm kinh này thì đạo nhân có thể coi như hoàn bị và việc học Phật cũng đã tiến khá xa rồi. Sau đây, các cô Hồng Vân, Trần Kim Lợi, anh Hùng Cường, các cô Thanh Tuyền, Hương Lan và anh Hữu Phước sẽ luân phiên sướng ngâm quyển chân kinh Di Diệu ấy. Ngồi trên đỉnh núi Liên Đài, tu hành tâm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đánh thưởng thành thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hứng cánh lâu đài, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. Tứ di mây phủ nhiên ranh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực trí âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kệ cưới canh mặt. Xuống trần là khóc là cười, ham vui đào mừng vuông tròn chẳng xong. Chừng nào sâu nọ quá lâu, trần gian mới rõ lòng thần tiên. Thương đời ta mừng bút nghiêng, thở than ít tiếng dài phiền lòng son. Bắt đầu
cha nọ là con. Thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gắm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dẫn đến mới mừng Chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dậy đầy thê thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lúc tỉnh một khi, trước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chiều rồi lại đôi mời, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Khuyên trần sớm liệu bắp khoai, cháu rào đỡ già tháng ngày chưa qua. Nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì chí mới là liệu may. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thanh lầu đài quốc dương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lao sao bể bắt non thần, quân phiên tham báo xa gần cùng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thấy phân. Khổ lao đã sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi tâm. Dầu cho có ở xa xăm, cũng là ráng tới viếng thăm vui trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông. Hiếu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hồi cùng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phận thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Thật xác
trần ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cày đua nhau mà chạy lầu đài cung xa. Lập rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tấn chính chiều ruộng đau. Mặt ai tranh luận thấp cao, thương trong lê thứ sao xào từ đây. Chinh chinh bông xê về tay, đôi nhìn trần thế sắc thấy thương trần ta cũng ráng thề đặng cho ba tấm liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tư ân phải lo đợn đáp, xác thân mới còn ai mà sửa đặng vuông tròn. Lòng dân đến hội lầu xóm giữa kề, thương đời vẫn vật say mê làm điều gian ác thảm thế. Sau này kể từ hầu hạ bên thầy vào ra châu chức đài mây cũng gần. Tuy là nương dựa non tầng ngày sau thế cuộc xoay dần về nam. Qua sông nhờ được cầu lam tu hành nào đời chùa am làm. Bây giờ bạc lộn với chị nửa sau lọc lại biết tỷ cũng chê. Bố dân chớ có say mê trung lương chánh trực giữa kề đại mây. Mạng lo gây gỗ tối ngày chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn tuyết nằm sương chẳng than chẳng thở vì thương thế trần. Theo thầy giảng dạy nhiều lần dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tai qua nơi khổ nào mặc ai bạc đâu dám sánh vàng mười.
u mê mà lại chê cười thần tiên. Giả từ sơn lành lâm tuyền về đây hội hiệp xả duyên tớ thầy. Ở rừng bạn dơi cao cày, bây giờ xuân thế cao cày lìa tan. Thiên cơ biên đổi can qua, gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kịp kịp chuyện cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Tuần hoàn thiên địa đổi xây, cam thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xả duyên của thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lốt bày lốt chạy sau này đa đoan. Ai mà ăn ở nghênh ngang, đón đường no bắt xe tan xác hồn. Chữ rằng quá phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phúc giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sau khó đứng con ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi. Nào ngươi ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rất chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mắng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tính chuyên cần, làm đường ai thẳng có thần. Đổ cho thương đời hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho xong. Tu cầu cứu giúp tổ tông, với cho ba tánh máu hồng. Bất rơi tu cầu cha mẹ thánh thơi, quốc dương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải lanh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm quen lưỡi mình. Tu là sửa trọn ân tình, tàu khang chồng vợ bố cần. Đừng phải tu cầu đức
Phật Như Lai, cứu dân qua khỏi nạn tai vui này. Chữ tu chớ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xưng hiệu cùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lọc kỹ thì thao ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng màng, ra hoài ra lực cởi thoảng xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sống. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh chữ nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho minh, tánh kia thành kiên phỉ tình chui lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kính yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa. Nghìn ngang hỗn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại giả thương mới là. Xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lắm nạn đua chen giúp giúp dùm. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng tròn thú hùng sẽ thay. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong hoa đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi dị kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai. Rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngô nghê. Hung hăng ý của giàu sang, chẳng kiên trời Phật mê mang ý tiền. Giải rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng.
cũng đừng ghẹo gái của chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sau mắc phải yêu tinh hư mình. Xử cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà dành gia can. Nghiêm đường chịu lệnh cho an, loạn luân can kỷ hổ mang tiếng đầu. Anh em đừng có đổi dời, phủ phàng chưa muối xé lời nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy gửi người. Vô duyên lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho riêng mới là. Phải gìn dục vọng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cần phân, tam tùng vẹn giữ lập thân bụi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chay, chớ đừng cài lệnh gió mây ngoại tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hành thân mình phải. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc khó hơn mới làm. Chữ dung là phần đàn bà, dốc hình tươi tăng đừng đi dịu dàng. Dầu cho mắt chưa nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặc dầu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phang ngang, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cùng gìn chữ hiếu phục tùng song thân. Dạy rồi những chuyện đức ân, phần làm cha mẹ sự phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng bươi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xả dân.
mới là. Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sáu chữ lành tâm, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít oi, bây giờ dùng thứ mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào, thì là mới khỏi mau đào tuôn rơi. Để sau đến việc tả tơi, rồi tu sau kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xỉm sớm trưa chẳng màng. Gẫm trong thế sự trần quan, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tình ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu. Những người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cũng chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có món hoa què, lâu đài sơn phất cũng là chẳng hạn. Ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham lâu đài. Chớ tu hãy ráng miết mài, đừng kể vánh dài đừng nể mau lắm. Giáo quyền khắp hết đâu đâu, bớt đều mị dối mây hồng thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cung kính nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng bớt cốc ken, trong đờn lễ nhạc tới sen cung gì. Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phú phúc bình hưng. Lại thêm đờn địch từng tân, đem con heo sống mà dưng làm gì. Chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không.
bằng mà qua dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta lúng sầu bi, hóc nhòa cứ mãi làm thi ngẫu đời. Rung đồi ngâm chuyện trên trời, tình duyên ca nước dậy thời dỗ con. Thấy đời ta cũng heo vôn, hóc nhòa mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắc đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đợi ai có bệnh túng nghèo chẳng tham. Hốt thời cắt bẫy ba, nó đòi năm cách người ta quán hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập hồi xác hồn lìa xa. Mấy anh thầy thuốc lan xa cũng là mổ mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân. Muốn sao giữa được cát lân, hãy nên trao sữa hiền nhân mới là. Những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chỉ. Đời xưa có ngủ viên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thế sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi. Bớt bỏ rình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm ý lời này. Là lời truyền giáo của thầy, bóng qua cầu Phật hiệp dày đi chôn. Còn mình muốn đại làng thôn, thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gầm trong thế sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mong người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liền cứu mình
mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ bi. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta có chuyện ni rõ ràng. Làm tuần tra rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện dĩ kỳ, táo nhiều cánh giá chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tê lễ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng đi. Chưng bài quân tử làm chi, của đồ hộ bịch vậy thì xin thôi. Lũ đàn lũ điếm hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rền trời. Gặp ai mắt nàng cười chơi, chớ không ra sức giúp đời điều chi. Hộ mình là bậc tu mi, chưa tròn bổn phận mà ti tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặt tình bốn phi. Khuyên răng trần thế một khi, tuôn đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyền nói càng, cùng xóm cuối làng đâu cùng như đâu. Họ reo dục trong nhiều câu, sai đồng khiển quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng reo làm chi, nghênh ngang kêu múa có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặc tình, nói cho rõ rệt dân tin không. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà, cùng thầy ra đình nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nay vương trần.
khuyên đừng chửi thánh mắng thần. Xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiêng, lương thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua thượng đế ngọc hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm điều, ngọc hoàng ngài muốn xử tiêu cho nhà rồi. Minh dương kho đứng khôn ngồi, thảm thương lệ thứ mắt hồi gian truân. Trước đền mắt ngọc lụy rưng, quý yêu ba thanh biết ngày nào vui. Làm sao cho giả được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ bím đời. Ở đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chỉ nguyện xem đời có chi. Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng bùm loan, rước người tu niệm xuê sang phỉ tình. Ai mà ta giải chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bàn môn tài phép nào tường, kêu trời dầm đất cũng thì giả dân. Nói cho trần thế liệu toan, chớ theo tà đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lũ mê hồn chúng sanh. Thành binh sai đậu cũng rành, nếu tình thời mắt tan tành về sao. Bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vĩnh giang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đao bổ kiếm mê mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Phiên binh bốn phía tư di, kể sao cho xiết chuyện ly sau này. Lớp thì thu ác dày đầy,
lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó sum vầy quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Hoàng cùng lấy lẽ không cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xuê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Người hung chết lấp chập thay, nhìn xem bắp thảm ngài rầy cho dân. Mấy người còn được sát thân thì là đại ngọc các lăng mới kề. Bây giờ kẻ nhúng người trề chê ta rằng dãi rằng khờ cũng cám. Dương trần bỏ bốc tánh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hội coi coi tiên coi Phật mới ngoan bơ trần. Điếm đàn đi thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói cũ làm càng, trộm gà cắp vịt xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhưng. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiên cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ khác bộ là thường, để sao Phật khác tỏ tường cho xem. Cải lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng làm tuồng mèo mà thêm nhăn cho đời. Hạ quân lòng giá đổi dời, bây giờ khổ não đến
để chừng đến việc kiếm thầy khóa ra. Tây phương thầy lại quá xa nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe ăn xài phí của lụa thế làm gì. Xuống trần ta dạy cố lì cố cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lớn xe lui đúng lời truyền sanh của hồi đời lên là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thay phơi. Tràng trình truyền sắm mấy lời ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi hãy mau thức tình kiếm thị quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Trên trời xuất hiện tử vi quang minh sáng suốt vậy thì dân thương dân khó đứng khôn ngồi xót xa và ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cội cây rung phương xa có giặc thung dung đằng nào. Trời Tây chúng nó hùng hào đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn cầu trời cho chúng qua trung thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa thành tâm thì có nghe Phật mà đau lai. Ước mong dân nhẫn khỏi nạn tai dắt diều tiên cảnh bồng lai nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ trồng thân dưỡng nuôi bao hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đôn quải mới là có chị cung nấy vậy mà dân ôi. Ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặt ai tranh luận đấu tài khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu. Giáng này ra cuối mùa thu dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn
học theo mũi đào làm con. Luận xem học mới mấy đoạn đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần lan bước ngày rày ăn chơi. Dọn xem hình dốc lạ lời, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Trong tâm nhớ những điều tà, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng cao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân quê người xưa nó lại khinh chê. Ông cha hủ bại u mê hơn mình, tự do trai gái kết tình với lo đau sữa cho mình đẹp mê tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi chẳng tin cha mẹ nói cười lạ lời. So hình sửa sách chiều môi, đặng làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chê cổ trọng kim, phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ thôn vong, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thọ trước ngu si, mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài lá lê. Gặp ai đói rách cười chê, miệng kia hề mở chửi thề gian răng. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm xảo trá khổ thân sau này. Giáo viên các sở các thầy, khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhớ. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miệng tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Đánh lều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang có nghèo. Vinh hoa như thể bọt bèo, hiền lương bất luận có nghèo cũng xin. Nhắc năm gia tịnh triều minh, nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha. Tuy là lưu lạc bôn ba, đến khi mãn hạn bạn xưa cũng nhìn. Ghét ưa ta cũng mặc tình, nghiệm kim suy cổ biện minh thế nào. Ba gia kẻ thấp người cao, hiền thần hiếu nghĩa
ráng trao cho rồi. Dạng này chỉ các điều tội, khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta ta chẳng biết chi, miệng cho ba tánh nặng gì cũng qua. Luận xen những việc sâu xa, chúng sanh tưởng Phật thì là hãy coi. Tháng ngày như thể đưa coi, nguyện cầu thế giới bớt ngoài chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiều manh, ta cho ba tánh bước bước tranh vô hình. Ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cạn lời mà ý còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngu ngôn. Tới đây ta giả làng thôn, Ngọc Thanh lui gót Phi Môn Nam Kỳ. Hiền thần sách sử nêu ghi, miễu son tạc đệ tu mi trung thần. Thôi thôi canh khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bằng ráng đem vào lòng. Người tu như thể bá tầm, ai ai cũng quý cùng trong cùng nhìn. Sữa trao là Phật của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hơn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh đông xưa cũng khóc mong, đất khô này mùng ngỡ rõ lòng hiếu nhi. Mặc ai nhạo báng kinh khi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răn. Bá gia cùng các chư tăng, việc tu không đợi hương đăng làm gì. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem bao ngọc ngỡ ly kỳ năm lâu. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son. Nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin.
tới đây cũng dứt giảng kinh. Nếu ai biết sửa tâm linh mới màu, Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật, cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quang Cửu Thần, chư Vị Sơn Thần, chư Vị Năm Non Bãi Núi, phổ độ ba tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê